Thành quả của hôm nay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 con. Hello các bạn, hôm nay các bạn cùng mình đi câu cá nhái ở cùng lỗ câu nha các bạn. Thì bây giờ mình rất là bận nhiều việc nên không có ra những cái clip câu cá cho các bạn xem. Thì hôm nay rảnh rỗi mình ở lại cùng lỗ câu nè. Mình đi câu cá nhái và quay video cho các bạn xem nhé. Hiện tại thời tiết thì nó cũng đang rất là gió các bạn. Không biết rằng hôm nay gió mình có quăng nổi mồi hay không. Các bạn cùng theo dõi hôm nay mình có câu được cá nhái hay không nhé. Thì lâu lắm rồi mình cũng không có câu cá nhái lại. Không biết là cá mắm nó như thế nào. Đó các bạn thấy không? Gió cũng rất là nhiều. Mình sẽ qua cái khu vực bên đây. Hiện tại là mùa mưa đó các bạn, nên cây cỏ rất là xanh. Hôm qua ở trên đảo mưa một cây mưa cũng rất là lớn ha. Thì thường ở trên đảo cũng ít mưa lắm. Nhưng đây là mùa mưa nên cũng có xuất hiện một vài cây mưa. Hiện tại cây cỏ rất là xanh ha. Cái mùa mà mùa qua Tết á, cây cỏ nó sẽ vàng hết tại vì nó hết mưa rồi. Ở đây cái mùa khô thì nó vàng hết, cây cỏ nó rụng lá hết các bạn. Khi mà có mưa xuống thì bắt đầu nó đâm chồi ra cỏ phủ đường đi luôn. Mình sẽ qua cái hốc chỗ này. Hốc chỗ này thì những cái video trước mình có quay câu cá nhái á, thì cái hốc này cá nó hay vô. Thì hôm nay mình quay trở lại. Thì thường cá nhái các bạn câu quăng chừng tầm nửa tiếng hồ hoa mà không thấy nó là có nghĩa là nó không có vô. Còn có nó là nó cứ quần quần vô đó, mình quăng xuống là mình câu được nó thôi. Trừ khi là nó không có vào thì mình phải đổi điểm thôi. Hiện tại thì nước nó đang rút các bạn, nước đang lớn rồi, bây giờ nó đang rút dần nè. Hy vọng là hôm nay có cá để cho các bạn xem ha. Rồi tới điểm câu rồi các bạn. Đó, mình sẽ câu. Bên đây thì hướng gió rất là gió ha. Mình sẽ quăng xuống đây thì nó sẽ dễ hơn nè. Đây mình sẽ câu bằng sợi tơ này các bạn. Đó, sợi tơ này ha. Mình sẽ lấy ra một ít để mình bọc sẵn. Nếu mà có cá thì mình thay nó dễ ha.
mới thấy nó dí theo các bạn. Có cá các bạn ơi. Để dí theo các bạn, mới dí theo luôn á. Cá nhỏ các bạn ơi, cá nhỏ nó ăn cũng dính. Hồi nãy mình thấy một cái đàn cá trang rất là nhiều các bạn, mà không có cái mồi gì để câu nó đó, nó cứ thứ dí thêm mồi các bạn. Thì hôm nay mình sẽ cột những cái lưỡi lông như thế này nè, mình câu thử ha, không biết là có câu được nó hay không. Nó dưới này nhiều lắm, hy vọng là nó ăn cái lưỡi lông này. Dưới thêm nhiều lắm. Mình sẽ còn đá cho nó chìm xuống, nó bị hơi nổi trên mặt nước, đá chì. Chết rồi. Mình đã thắng được nó rồi các bạn ơi. Thắng được nó rồi. Hồi nãy giờ mình câu cá nhái mà nó cứ dí theo. Đây các bạn, các bạn ơi,
Wow, nó tung rối hết các bạn ơi, tung rối hết rồi. Giờ sao câu đây? Micro dứt, micro dứt phát huy tác dụng. Ủa, con cá đây đâu mất tiêu ơi. À đây. Micro dứt, micro dứt. Ở cái hồ bỏ cá quá ngon luôn. Con thứ tư các bạn ơi, tùng dữ lắm, tùng rối tùm lum hết rồi. Nữa các bạn. Con cái gì á? Con cái. Cái này cái gì các bạn? Cái này giống giống cá cam luôn á. Cái mắt đỏ hả?
cá này mình không biết cái gì, hình như là ở đây gọi là cá mắt đỏ các bạn. Đây gọi là cá mắt đỏ thì phải. Rất là nhiều cá trang ở dưới các bạn, nhưng mà mình câu cái mồi này nó không thấy hiệu quả lắm, cái miệng của con cá này nó nhỏ các bạn, nên nó ra nó táp mồi không có hiệu quả. Các bạn nào mà có biết câu cái loại cá trang này bằng cách nào thì nhớ chỉ mình nha. Cái loại cá trang này cái miệng nhỏ mà mình câu cái lưỡi này nó hơi lớn, mình làm ra nó táp cũng khó dính lắm. Vô. Tiếp tục em nữa. Quá các bạn ơi, mình không có đem cái khăn lao.
nữa các bạn. Câu cá nhái mà cuối cùng lại câu cá trang. Cái mồi câu này mình mới chế đây nên ra nó còn lộn thợn các bạn. Hôm nào mình sẽ nghiên cứu ra cái mồi câu cá trang này. Lúc nào quăng ra nó cũng chạy theo hết á, mà điều mồi này nó chưa được hiệu quả lắm các bạn. Chưa có hiệu quả lắm đâu. Thank you.
nữa. Xảy rồi. Nó vừa xét tới đây luôn. Phải quay nhanh lên các bạn ơi, càng nhanh càng tốt. Đó, đi dưới kìa. Một lần nó dưới theo bao bốn con luôn các bạn. Rồi, vô. Ôi, xảy nữa rồi. Xảy nữa các bạn ơi. Quay càng nhanh nó càng hăng mồi các bạn, càng dễ ăn hơn. Vô. Vô tiếp rồi. Nữa các bạn ơi. Ôi, xảy rồi. Xảy rồi các bạn ơi. Vô nữa, vô. Ôi, con này bự đi. Con này nặng lắm á. Cái này cho nặng. Gặp ổ rồi. Gặp ổ rồi. Nó ăn cái một con ngồi vít này là chủ yếu các bạn. Tại vì cái con ngồi vít này lưỡi ba tiêu á, nên nó rất là dễ vướng mồi. Xét này các bạn, nhưng mà nó táp rồi đó, nó thật đó, cái miệng nó nhỏ các bạn ơi.
Vô nước, vô nước, vô nước. Vô nữa các bạn ơi, mình đã biết cái cách vụ đó rồi. Mình phải quay mồi cho thật nhanh đó các bạn. Mình phải quay mồi cho thật nhanh thì khả năng nó ăn mồi cao hơn. Hồi nãy mình cứ sợ là nó ăn mồi không kịp hết. Mình quay chậm á, nên đâm ra con cá nó sẽ không ăn mồi bằng mình quay nhanh. Nó dí theo cả bầy luôn các bạn. Một lần nó dí theo cũng phải 3-4 con á. Vô nữa các bạn, ôi xảy rồi. Đó, nó theo cái độc đèn luôn. Đó, đèn luôn không? Rồi rồi, vô.
Bỏ tay quá các bạn ơi. Thưa dần rồi, nước cạn quá rồi. Vô tiếp. Ôi, xảy rồi.
các bạn ơi. Ôi về thôi. Ôi về thôi các bạn ơi. Mỏi tay quá rồi. Mặc dù cá nó còn ăn nhưng mà mỏi tay quá rồi. Sáng giờ con cũng khá đó các bạn. Mình bây giờ mình đi gom cá. Thành quả hôm nay các bạn, mình đếm thử bao nhiêu con nha. Thành quả hôm nay đi câu cá nhái mà rốt cuộc thành câu cá trang. May mà mình tinh ý, mình chuyển ra cái môn câu cá trang với cái mồi lông. Mới đầu là mồi lông, rồi sau đó là mình thấy cái mồi lông nó không hiệu quả lắm, tại vì nó lữ đơn á, nên đâm ra nó khó ăn, với lại cái con này cái miệng nó cũng hơi nhỏ, nên đâm ra mình chuyển qua Myrojit cộng với mồi lông. Kết quả rất là bất ngờ, rất là nhiều. Đây, thành quả của hôm nay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 con. Wow! Quá xuất sắc. Mình không ngờ là hôm nay câu được nhiều cá như thế này các bạn. Đây là cảnh cụ lô câu rồi các bạn. Nãy giờ mê câu cá quá, không có quay cảnh cho các bạn xem. Đây là phong cảnh của đồng câu rất đẹp ha. Bên dưới còn rất là nhiều cá, nhưng mà mình mỏi tay quá, với lại tới giờ cơm rồi mình phải về ăn cơm thôi. Khi nào mình rảnh mình ra câu tiếp rồi mình quay cho các bạn xem nhé. Rồi, đây là thành quả hôm nay. Bye bye, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.